ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Những ngày này nước lũ đã dâng ngập đường lộ từ 0,5 đến 1,7 mét. Không còn đường để đi giữa lúc nước đã phủ trắng, người ta đành bắt cầu ván, cầu khỉ đi tạm trong xóm. Còn muốn đi xa chút, phải dùng tới ghe xuồng, bỏ lãi thay xe gắn máy. Nhiều căn nhà bị ngập nước, trong khi nhiều căn khác chỉ cần lũ lên vài tấc nữa là nhà ngập ngay. Nhà có trẻ phải giữ cẩn thận, đề phòng các em té sông. Nhà có nuôi gia cầm phải nhốt lại trong lồng cao, sợ lũ gà sơ sẩn sẽ làm mồi cho hạ bá. Với con nước, chưa biết đâu là điểm dừng này, người dân hy vọng nước lũ đừng lên nữa. Miền Tây là vùng rốn lũ, nhưng nhiều năm qua, do biến đổi khí hậu cùng nhiều nguyên nhân khác, nên tháng 8 nước lũ không về, hoặc có về cũng lũ nhỏ. Năm nay không ngờ lũ lớn lại cuồn cuộn ập về, mỗi ngày nước lên cao cả tấc. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mực nước đo tại Tân Châu trên sông Tiền ngày 30 tháng 8 cao 3,99 mét, dưới mức báo động 2 là 1,1 mét. Mực nước đo tại Châu Đốc trên sông Hậu cao 3,55 mét, vượt mức báo động 2 là 0,05 mét. Dự báo ngày 1 tháng 9 năm 2018, mực nước lũ trên sông Tiền và sông Hậu đều vượt mức báo động 2.